really just forget the melody? Da, 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 da. When I popped off, then you go gave me just a little bit of la cha. Baby, so cold, he from... Cái này đi đi đây này. Kèo này tôi ấy nhá, là tôi kèo là tôi không bui Yasuo đồ bình thường, không lên ma vũ hay là tôi sẽ không lên ma vũ hay là vô cực mấy ông, tôi sẽ thay nó thành bốn món đồ mà nó tôi thấy nó kiểu khá ổn, khỏe, cơ động nữa, đầy đủ yếu tố, nhưng mỗi tội là không có chí mạng thôi. Còn ma vũ mình để lên cuối cùng nếu mà có thể. Để tí nữa mấy ông sẽ biết được cái bùi đồ không phải bùi đồ này đâu, bùi đồ này là xa xưa rồi. Bình tĩnh. Anh chưa tiến tổ nha, hú hồn à. Xa này tinh dùng máu đổi lính rồi. Ê ê sao dễ ta, làm gì ta, nháp à. Game dễ vào là thôi kệ, thế này cho nó nhanh giáo án mấy ông. Để tí nữa tôi cho mấy ông xem đồ Yasuo. Cái bùi này tôi thấy ổn mãi nha. Cái bộ Yasuo cái bùi này nó chỉ nghiêng về hút máu mới cả. Nói chung là tăng tốc chạy rồi sát thương. Mỗi thứ nó một tí nhưng nó kết hợp vào hoàn hảo lắm. Mấy ông nó sẽ có máu như mấy ông nữa. Nhưng mà chắc chắn là đồ đầu tiên tôi bảo mấy ông vẫn là đôi giày. Tôi cần tốc độ đánh giai đoạn đầu. Cho thằng Y đây này nó thọt luôn này. Nó lên phát là... tôi lại quay trở về với thời kỳ làm giáo án cho anh em xem này, giống như kiểu thời xưa á. Mấy ông muốn kiểu bui đồ gì ấy, các thứ á, tôi sẽ thực hiện và làm. Nhưng mà thằng ID này nó cứ chói ấy hả, nó phải đặt e suốt người tôi để nó tăng khả năng trúng rồi. Thế cả thường thì nếu là tôi ID tôi sẽ chói e nó ngắn hơn. Nhưng mà chói e xa người ta biết hết rồi, thậm chí né cũng được, chẳng cần phải xài tượng gió. Hai chuối rồi. Pha này đáng ra không mất tốc biến đâu à, phí quá. Cái trụ nó làm tôi mất đi tầm e. Bắt đầu chói e chuẩn rồi kìa. Rồi, tôi lên được cây dìu đen rồi mấy ông. Yeah.
Nó không có ulti mà nó dám lao lên pha đấy tôi cũng chịu luôn. tôi lên nhầm. Quên mất rồi. Thằng AD lú bay à. Bắn ulti ra dòng cho nó đứng nó xem trúng không nhé. Vãi nồi. tôi phải về, tôi đang làm giáo án lên đồ cho mấy ông nên là tôi phải lên đồ nhanh. Long Phạm Vũ, dìu đen rồi lại tam hợp lên đồ kiểu xui trẻ con ăn c**. Chữ xui chín còn biết sai thì chín. Chín bảo tôi để tôi ăn c**. What the fuck. Vãi cả nồi, nó không biết gì thì thôi à. Mày lên, ta nói nè, lên tam hợp mấy cả găng tay băng nó mới bảo là xui trẻ em ăn c**. Còn dìu đen mấy cả tam hợp chả ai gọi là ăn c**. Cả trên danh cao hay các thứ người ta vẫn đánh thế ầm ầm nghe chưa. Long Phạm hay Vũ Phạm nha, mà còn ghi sai chính tả thế. Nó trùng, nó trùng nội tại gì đâu, mấy ông có mỗi cái búa gỗ, có mỗi cái búa gỗ đúng không. Nó có mỗi cái búa gỗ à. Còn lại nó khỏe hết từ đòn đánh cho tới kỹ năng rồi. Nè thằng Darius này tôi chọc cho nó phát mấy nhát chết luôn này. A few moments later. Đây xong tôi sẽ lên thêm cái này nữa này. Đó. Xong thì nó đao tím mấy ông sẽ thấy thịt mẹ mình sức mạnh vượt trội khủng khiếp cỡ nào. Cái meta này gần đây nó đang hot đó. Nó là đao tím với cả gươm vua mấy ông, xong rồi dìu đen với cả tam hợp. Nó khỏe khỏe dã man luôn à. Mấy ông solo tanh này, mấy ông solo mid này, mấy ông solo quần què thì mấy ông khỏe, solo Yasuo mấy ông cũng khỏe cơ. Tôi thử lên đồ mang cái đồ này đi solo Yasuo rồi à. Trừ khi thằng Yasuo nó kiểu nó lên mấy cái đồ cục hơn. Vẫn chưa mất à. Đây nha, mấy ông có tam hợp. Mấy ông có tam hợp, mấy ông có hút máu à. Đòn đánh thường của mấy ông sau khi chọc Q nó cũng mạnh luôn á. Nó giống như kiểu cái nội tại sau khi mấy ông ấn R á. Yasuo đánh sát thương kiểu sát thương chuẩn à. Long còn chinh phục nữa. Mỗi tội là nó sẽ hơi khó kiểu nó nhanh quá. Nó đánh thường xong nó lướt à. Nó tôi vẫn chưa làm quen được cái đấy. Thấy không mấy ông? Thấy không à? Cái mà tôi đang muốn lấy không? Lướt e không dây này. Mà tôi đéo làm được, nó nhanh quá. Tí tôi phải tập lại lướt qua tường được. Mẹ gần đây lâu không cầm nha xuống. Cái đồ này mấy ông quất tanh, mấy ông vừa quất tanh ấy được mà nó lợi à. Nếu hai đồ cuối mấy ông thay thành ma vũ mới cả ấy cũng được. Mấy ông thay đồ này thành hai đồ cuối á, mấy ông thay cái đao tím thành ma vũ cũng được. Ok. Lại con số 14 quen thuộc à. Yeah.
tí nữa mấy ông mấy ông lên 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 cái đồ móng vuốt xong rồi mấy ông lên giáp thiên thần vẫn được. Mấy ông có thể thay đồ cuối này thành thành móng vuốt cũng được. Nó đều khỏe hết. Tôi nghĩ là nếu mà bui đồ như này thì không nên lên cái đôi giày cuồng nộ, lên lên đôi giày khác mấy ông vẫn có tốc đánh à. Kiểu nó ổn hơn, mỗi tội nó thiếu chí mạng thôi à. Nó kiểu đánh Yasuo chỉ thiếu mỗi chí mạng thôi, chứ nó chả thiếu gì hết. Nó hút máu rồi láp láp là ổn áp hết rồi. Giúp mấy ông múa nó sâu hơn nữa. Nên là tôi mới bảo và thực ra quả bui đồ này là của Ire này, nhưng mà Yasuo vẫn được. Tướng đấu sĩ, hầu như đấu sĩ là đồ này ngon hết rồi, chứ không phải là mình con Ire đâu. Ui ok ok, má thật. Cái gì ta? Sao lại ghê ta? Nó tiến này, nó né EQ ở tôi kìa. Hơi toang, không sao hết. Đồ cuối tôi nghĩ là không. Tôi thử lên cái này đi, tôi lên shot thì tôi lên luôn à. Nó vẫn ổn. Đam máu các thứ là mẹ mày có hết. Bảng này mà solo Yasuo thì tươi mấy ông. Thôi rồi luôn, mỗi tội là chúng ta nên né Q vẫn là hơn à. Bởi vì Yasuo lên chí mạng Q nó đau không? Nó đau quá mà. Đáng lẽ ra cái trận mà Yasuo một trận tất cả tôi phải lên bui đồ này thật. Ở đây nó đúng như kiểu là vừa trâu vừa khỏe à. Did I really just forget the melody? Well, quả limo nha anh em ơi, quả limo nha. Limo link dưới phần mô tả nha.